Toyota Harrier này. Xe này phải nói đẹp như Lexus luôn, con này của mình cũng rất thích, và ở đây là bên Singapore. Giá bản cao nhất chiếc xe này đổi nhanh ra tiền Việt nó khoảng 4 tỷ rưỡi nhá, bản Luxury. Thì xe này thì để mà nói về trang bị thì cũng đầy đủ hết, các bạn nhìn này. Đấy. Đèn phần thiết kế đầu này thì các bạn có thấy là nó khác gì chiếc mấy chiếc ES gì đâu. Đấy, nhất là cái góc nhìn như thế này này. Một nhìn đẹp như Lexus luôn. Con này thì thực ra nó cùng form kiểu như RAV4 ấy, rồi CR-V. Thế cho nên nếu mà mình tính, nếu mà nhập chiếc này mà bán ở Việt Nam thì chắc nếu mà nhập ngoài những thời của RAV4 chắc khoảng 2 tỷ rưỡi, 2 tỷ 7, 3 tỷ tùy phiên bản. Mà nếu mà bán tại Việt Nam mà được lắp tại Việt Nam thì cũng ngang CR-V rồi, hơn 1 tỷ thì đẹp lắm. Bởi vì chiếc xe này là mình đánh giá là các đường nét, bạn nhìn gương chưa? Các đường nó vuốt đấy. Rồi viền chrome này, trụ bóng này. Thì không hiểu sao mình nhìn mình lại rất thích cái mẫu xe này. Ở thiết kế đẹp lắm, các cái chi tiết. Mà bên sinh chiếc xe này mình cũng gặp chạy nhiều. Đây các bạn nhìn cái đường gân này. Mâm, tức là mâm hai màu này, sơn bóng này. Nhìn làm cực kỳ cẩn thận luôn. À bản này bản hybrid nhá. Bản này hybrid, mà xe hybrid thì các bạn nhớ này. Xe hybrid thì là nó coi như là hai dòng động cơ trên một chiếc xe. Thế cho nên nó chẳng có thể rẻ được. Bình thường một xe xăng một xe điện đúng không? Tôi kết hợp một con xăng một con điện bổ vào chung cái. Đâm rồi đắt. Đấy các bạn nhìn cái góc đuôi của. Đấy cánh gió này, đèn hậu này. Rất nhiều tầng. Mà nhìn nó nét. Con này giấu nốt cái cần gạt mưa này sau cánh lướt gió nữa thì đẹp. Vô đôi. Chiếc xe này cũng khi mà mình đăng lên cũng rất nhiều anh hỏi là làm nào để đưa về, nhưng mà mình cũng không biết được. Có chăng hỏi các anh em như là 568 rồi là các anh em nhập khẩu xe kiểu như thế thì có khi có cửa đưa về, chứ mình không, mình chỉ thích ngắm xe thôi. Đây logo hybrid, đèn đuôi liền luôn, cốp rộng, Toyota cốp rộng lắm. Nếu mà nói về độ cốp nhá thì CX5 không thể lại được này. Đấy, cốp này cũng phải rộng kiểu như CR-V đấy, kiểu như tương đồng như thế. Mà nhưng mà con này nó đẹp lắm, con này chỉ là 5 chỗ thôi chứ không phải là 502. Đấy các bạn nhìn hàng ghế sau, da rẻ thì nó cũng kiểu cùng với tầm của CR-V cho nên nhìn nó cũng không có khá khác biệt. Đấy các bạn nhìn các cái khoảng trống ấy, mình đo thử đấy, nệm ghế là hai bàn tay ấy. Rồi tựa lưng dày dặn, ba tựa đầu, bệ tay ở giữa, hai cửa gió phía sau này, rồi là cổng USB ở dưới, có đủ. Nội thất thì hàng ghế sau thì cũng chỉ cơ bản thôi. Táp bi cửa có da, có nhựa giả gỗ. Nhưng mà chiếc này nếu mà nhìn ở bên ngoài thì mình thích hơn, vì bên ngoài nó làm đẹp đúng kiểu của Lexus. Gầm cũng đủ cao. Được cái là hybrid thì hiện tại trong cái thời điểm bây giờ đi hybrid tiện. Đây xem nào. Cửa cũng dày đấy. Ghế nhớ hai vị trí này. Gương khiển điện lên xuống kính auto bốn cửa. Cửa điện có bơm lưng. À xin lỗi, ghế điện có bơm lưng. Form ghế cũng đẹp này. Túi khí hông này. Vô lăng. Vô lăng thì quen rồi. À xem nào. Cửa gió. Đồng hồ mặt táp lô. Xe này thì đủ hết nhá. TSS rồi là CarPlay không dây. Rồi sạc không dây. Điều hòa hai vùng. Đủ hết. Đấy, ba cổng luôn. Rồi sưởi sấy ghế đầy đủ. À, bên sinh có lạnh đâu mà phải sấy nhỉ? Thế mà bên này xe lúc nào cũng đủ hết. Cháy cốc này. Xe nào. Táp lô dày dặn.
Mỗi cái màn hình này hơi hẻo tí, màn hình dày quá. Màn hình nói chung là các bác Nhật là màn hình không đẹp. Màn hình phải học phải theo cái kiểu như mấy cô bác Hàn ấy, rồi Trung Quốc bây giờ ấy, làm lộng lẫy luôn. Thế thôi. Nhưng mà chiếc này thực sự là nếu như để mà nói ấy, thì mình đánh giá cao cái phần thiết kế ngoại thất hơn. Trong nội thất thì làm đẹp thì giống kiểu như Lexus bây giờ ấy nhỉ. NXR